dâu, lộc dâu, đưa dâu. Ngoài ra là các bài hát giao duyên trước khi lên cầu thang hay xuống cầu thang. Tất cả các thủ tục được thực hiện theo lớp lang. Tổ tiên đầm tổ coi cùng yên khang khải, cùng lục lan đầy cải mà luông văn đầy lúc tên gần đuổi bầu, mời đầm lồng giường năng lì hầm lục lan khẩu lạnh. Xin thưa với ông bà tổ tiên, hôm nay được ngày lành tháng tốt, phù hộ con cháu bình yên vui vẻ. Nay các con tìm được người bầu bạn, mời người già ngồi uống nước chuyện trò để con cháu được vào lệnh. Nhất trước khói kinh chiêng mưa nọ, kinh chiêng mưa phụ mẫu thân sinh, kinh chiêng mưa quan viên hai họ cân nọ, kịch bút thanh tịch bà so lùa óc mà lấy tăng, phù mìa đầy lông láng non ơi ra đây hay hắng lai, hay lai mẹ phết đăng đuôi nọng, hay lai mẹ cuốn tọng đuôi nhi, bốn rinh lúc mẹ nhìn đầy du văn hư là con nọ. Dạ, nhất trước khói kinh chiêng mưa nọ, hám hám mà khi non khói xin lậu che cắm bên dinh nô thương, họ khỏi bố lũ trôi thắt cầm phú gia bố chia phóc chia tân khói hư non khói nhằn sâu bờ nếp lai tập mìa ra tập mày cái mày luôn mìa ra tắc kha khen thương lai liền vua chúa lẻ mì chuyên hưng lai pha lúc bằng khai nà đoán mà ra lúc bầu chia lại trắng âu linh chín mát tem thông tờ rơi lý ngư lìa nắng khai tờ mưa tinh tinh lô nàng lùa các a tinh tinh lô bà mê lô tôi em nhàn phép mưa nơi định các kể bồ lẻo công ơn phó mê bầu chưa cần bay trở lên mà thấy chết nhằng mì vuông ra ở mìa non mưa lăng ngào nằm bốc còi mưa tiêu thân bo lúc bầu bình thông phó mê ta tay ra ở lùa phê xin muộn hai tháng năm công phú gia cũng sẵn ngân tiền hơ lúc làn bình yên mưa ná nó giờ nay khói xó lùa lồng lang âu lùa mưa họ hám khói trông ban nay việc thong nọng coi chùa căn lồng lang nó
xưa, con người đã quan niệm nơi nào có sự gặp gỡ của nhiều dòng nước thì nơi đó sẽ là nơi hội tụ văn hóa và kinh tế. Đến với hồ Na Hàng, du khách sẽ được thưởng ngoạn một vùng trời nước trong xanh, ngắm nhìn những dải rừng xanh nối nhau với 99 ngọn núi cổ tích, những truyền thuyết kỳ thú cùng bầu không khí trong lành hòa quyện vào nhau, mang đến cảm giác bình yên. Núi Bắc Tạ khoe mình soi bóng, bãi đá phạc mạ mờ ảo sương mù, núi Nàng Tiên quyến rũ, tất cả giống như đang ở chốn Bồng Lai. Còn có rất nhiều điều kỳ thú khác như gành thác, những vỉa đá tự nhiên hình thù kỳ lạ, cùng những ngọn thác nổi tiếng như Khuổi Xung, Khuổi Nhi, Bắc Ban, Thác Mơ. Quanh năm tuôn chảy như làn mây trắng, tô điểm cho màu xanh của đại ngàn, những bản làng thấp thoáng mờ sương. Ven hồ Na Hàng là nơi sinh sống, sinh hoạt văn hóa của nhiều dân tộc như Tày, Dao, Mông. Mỗi một dân tộc đều có những phong tục văn hóa riêng biệt. Tới đây, du khách sẽ bị cuốn hút bởi những làn điệu hát quan làng, hát cọ, hát giao duyên ngọt ngào, được nghe tiếng kèn lá, kèn tí lè, hay ngắm nhìn những bộ trang phục dân tộc rực rỡ.